Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Trong bối cảnh cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới của Ukraine và vùng Kursk của Nga đã kéo dài 2 tuần, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ thành lập 3 cánh quân mới ở các tỉnh Belgorod, Kursk và Bryansk để bảo vệ các khu định cư dọc biên giới giáp Ukraine. Tờ Kiev Independent đưa tin, ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, Chủ tịch Hội đồng Điều phối An ninh quân sự ở các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk cho biết đã phân công các quan chức chịu trách nhiệm cho những nhiệm vụ cụ thể khi thành lập 3 cánh quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm, nếu họ không thể giải quyết kịp thời vấn đề ở cấp của họ, thông tin sẽ được chuyển đến tôi và tôi sẽ quyết định. Trong khi đó, tướng Yunus Bevyepkurov được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Điều phối. Các quan chức khác của Bộ Quốc phòng Nga sẽ quản lý hậu cần, hỗ trợ kỹ thuật quân sự, sơ tán người dân, kỹ thuật, phối hợp liên ngành, hỗ trợ y tế và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Ukraine tấn công vùng biên Kursk của Nga kể từ ngày 6 tháng 8. Chỉ sau vài ngày, Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky, quân đội nước này đã tiến sâu từ 28 đến 35 km vào Kursk và nắm quyền kiểm soát 93 khu định cư cho đến nay. Các lực lượng Kiev thông báo đã giành được quyền kiểm soát thị trấn Sudza ở Kursk và còn phá hủy 3 cây cầu bắc qua sông Sem gần biên giới với Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự, việc Ukraine phá hủy các cây cầu ở Kursk có thể cản trở tuyến hậu cần của Nga, cắt đứt nguồn cung quân sự cho lực lượng Nga đồn trú ở phía nam sông Sem và giúp Ukraine củng cố quyền kiểm soát trong khu vực. Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc đột kích vào vùng Kursk có thể tránh được hoàn toàn nếu như các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công lãnh thổ Nga. Ngày 20 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sinsky cho hay, quân đội nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga, trong khi Moscow đang điều động một số quân từ các hướng khác để tăng cường ở các vị trí Kursk. Phát biểu trong một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia, tướng Sinsky thông báo Moscow cũng đang gửi thêm quân đến khu vực Bobrov ở phía đông Ukraine, nơi đã chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cũng trong ngày 20 tháng 8, Hội đồng Phối hợp về An ninh của các lãnh thổ biên giới Liên bang Nga đã nhóm họp. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, ông Andrei Belousov cho biết đã bổ nhiệm Trung tướng Yunus Bevyepkurov, người hiện đang có mặt ở tỉnh Kursk, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp về An ninh của các lãnh thổ biên giới Liên bang Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, nước này đã thành lập 3 nhóm quân sự mới để tăng cường an ninh tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine và các nhóm này được đặt tên theo các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk. Ông Belousov nhấn mạnh, các đại diện của Bộ Tổng tham mưu và các chỉ huy của các nhóm quân sự Belgorod, Kursk và Bryansk có trách nhiệm bảo vệ công dân và lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái cũng như các phương tiện tấn công khác và họ phải liên lạc trực tiếp với các khu vực 24/7. Các lực lượng Liên bang Nga đã chiến đấu với quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk kể từ ngày 6 tháng 8, khi hàng nghìn binh sĩ Ukraine tràn qua biên giới phía Tây của Liên bang Nga trong một cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Theo hãng tin Reuters, cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra một sự bối rối lớn đối với các quan chức quân sự cấp cao của Liên bang Nga. Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của nước này đang kiểm soát 92 khu định cư, trên một khu vực diện tích rộng hơn 1.250 km2 ở tỉnh Kursk. Về phía Liên bang Nga, theo đài Sputnik, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Liên bang Nga, ông Abdi Aladinov, ngày 20 tháng 8 tuyên bố nỗ lực tiến quân của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại trên toàn bộ khu vực Kursk. Với các nguồn lực chính của họ bị phá hủy và quân đội Liên bang Nga đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu định cư. Ông Aladinov nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga Russia TV vào ngày 20 tháng 8 rằng họ không đạt được gì kể từ khi các đơn vị của chúng tôi tiến vào. Những ngày đầu, chúng tôi bận rộn ngăn chặn quân chủ lực của đối phương và chúng tôi đã thành công. Đối phương đã bị chặn đứng hoàn toàn, dọc theo toàn bộ chu vi. Theo viên chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, việc tiêu diệt các nguồn lực chính của lực lượng Ukraine, bao gồm cả các đơn vị tiền phương của họ, đã gây thiệt hại rất nặng nề cho kẻ thù. Họ mất rất nhiều thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và rất nhiều bộ binh. Tuy nhiên, các tuyên bố của cả phía Ukraine lẫn phía Liên bang Nga về tình hình chiến sự ở tỉnh Kursk, nhất là các bước tiến cũng như thiệt hại của mỗi bên là rất khó để có thể xác minh độc lập. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga ngày 20 tháng 8, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Abdi Aladinov cho biết,
việc phá hủy các nguồn lực chính của quân Ukraine, bao gồm cả các đội hình tiền phương, đã gây tổn thất vô cùng nặng nề cho đối phương, khiến họ mất rất nhiều trang thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và lính bộ binh. Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Alodinov lưu ý, lực lượng đặc nhiệm Akhmat đang dọn sạch một số khu vực đông dân cư ở Kherson từng lọt vào tay quân Ukraine và hiện không còn phải lo lắng đối phương có thể đi qua khu vực mình đang đóng quân. Vị chỉ huy này nói đã có các lính tư nhân nước ngoài tham gia vào chiến dịch đột kích Kherson của Ukraine, bao gồm cả những quân nhân từ các nước NATO. Ông Alodinov tin chiến dịch Kherson là âm mưu do Mỹ, Anh và các cường quốc NATO khác gian xếp nhằm đánh lạc hướng Nga và khiến nước này dừng tiến quân qua các khu vực Ukraine. Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với một phóng viên Trung Quốc, ông Alodinov bày tỏ hy vọng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới. Cuối ngày 19 tháng 8, ông Alodinov thông báo đã nhận được một lượng lớn bằng chứng bằng hình ảnh chụp các dân thường Nga bị tấn công thẳng vào đầu và sau đầu. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ trả thù cho họ. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video quay cảnh các lực lượng Moscow không kích một sở chỉ huy Ukraine ở vùng biên giới Sumy. Đài RT trích dẫn thông cáo của quân đội Nga cho biết vụ không kích diễn ra vào sáng sớm ngày 20 tháng 8. Một máy bay phản lực đa năng siêu thanh Su-34 đã thả bom lượn tấn công mục tiêu được Bộ Quốc phòng Nga xác định là cơ sở do Lữ đoàn Cơ giới số 47 thuộc lực lượng mặt đất Ukraine vận hành. Cảnh quay từ trên không cho thấy quang cảnh đô thị lúc trời còn tối với một ngã tư đường ở giữa thành phố Gluskov, cách biên giới của Nga khoảng 15 km. Một vụ nổ lớn bùng phát từ một trong các tòa nhà, được đánh dấu là một cửa hàng sửa chữa ô tô trên Google Maps. Song, theo quân đội Nga, cơ sở trên được Lữ đoàn Cơ giới số 47 sử dụng làm sở chỉ huy và kho đạn dược. Một vụ nổ thứ cấp xảy ra ngay sau đó. Các quân nhân Ukraine, bao gồm cả các sĩ quan chỉ huy, được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Nhà chức trách Nga không ước tính số thương vong của đối phương, nhưng các trang tin quân sự cho hay Kiev đã mất tới 90 quân nhân, bao gồm cả 30 sĩ quan chỉ huy. Vùng Sumy của Ukraine giáp biên giới với vùng Kherson của Nga, nơi quân Ukraine đang thực hiện chiến dịch đột kích từ cách đây 2 tuần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, một trong các mục tiêu của chiến dịch đột kích Kherson là thiết lập vùng đệm để ngăn chặn các vụ tấn công xuyên biên giới của Nga. Tuy nhiên, Moscow coi động thái là khủng bố, đồng thời cáo buộc binh lính Kiev đã cố tình nhắm bắn dân thường. Liên bang Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở phía bắc Ukraine trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, gây ra một đám cháy lớn ở phía tây. Theo chỉ huy không quân Ukraine ngày 20 tháng 8, lực lượng của nước này đã bắn hạ 3 tên lửa đạn đạo và 25 trong số 26 thiết bị bay không người lái mà Nga đã sử dụng trong cuộc tấn công vào 9 khu vực trên khắp Ukraine. Các quan chức khu vực ở vùng Sumy, phía đông bắc Ukraine và giáp biên giới Nga cho biết, một cơ sở năng lượng đã bị tấn công, gây mất điện cho 72 khu dân cư, ảnh hưởng tới trên 18.500 người dân. Chính quyền quân quản khu vực Sumy thông báo trên Telegram rằng các công nhân ngành điện đã nhanh chóng sửa chữa thiệt hại. Các cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị bắn phá gần như hàng ngày trong 6 tháng qua, kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Ukraine mua điện từ các nước láng giềng trong Liên minh châu Âu nhưng không đủ để bù đắp thiếu hụt. Các đợt cắt điện thường xuyên xảy ra trong giờ tiêu thụ cao điểm vào buổi tối. Một cơ sở công nghiệp đã bị tấn công ở khu vực phía tây của vùng Ternopil trong đợt bắn phá mới nhất. Một kho chứa nhiên liệu đã bốc cháy. Truyền hình Ukraine đã chiếu cảnh cột khói đen lớn bốc lên ở Ternopil. Chính quyền khu vực kêu gọi người dân ở yên trong nhà. Ông Viktor Ustenko, phó lãnh đạo chính quyền vùng Ternopil cho biết, hơn 90 lính cứu hỏa đã tham gia vào dập tắt đám cháy. Trong khi đó, theo trang Pravda.ru ngày 19 tháng 8, quân đội Ukraine cũng đã tấn công một cơ sở chiến lược quan trọng của quân đội Nga. Đó là nhà máy Kavkaz ở thị trấn Proletarsk, vùng Rostov. Một số thùng nhiên liệu đã phát nổ ngay sau vụ cháy. Cột khói đen khổng lồ bốc lên ngùn ngụt. Số nhân viên cứu hộ bị thương khi dập tắt đám cháy đã tăng lên 41 người. 18 người trong số đó phải nhập viện, 5 người đã được đưa đi chăm sóc đặc biệt. Công tác chữa cháy liên tục phải tạm dừng do nổ thùng dầu. 11 thùng chứa dầu đã được giảm áp suất để đảm bảo an toàn. Khoảng 460 nhân viên cứu hộ sử dụng 130 thiết bị chữa cháy đã tham gia dập tắt đám cháy. Kho dầu đã bốc cháy kể từ 6 giờ sáng ngày 18 tháng 8 khi thiết bị bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine tấn công. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.